Đây là cảng cá Hàm Tử. Tụi mình sẽ đi sang bên đảo Cù Lao Xanh. Đảo Cù Lao Xanh là một đảo quân sự cho nên không cho du khách nước ngoài lên đảo. Đây là đảo Cù Lao Xanh này. Đó. Bộ đội biên phòng kiểm tra chứng minh thư. Đây là hòn đảo quân sự cho nên trước khi đến đây phải xin phép và khi tàu cập cảng, cano cập cảng thì mọi người sẽ phải xuất trình chứng minh thư và bộ đội biên phòng kiểm tra xong thì mới được phép lên trên đảo.